Chiều ngày 18 tháng 5, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì họp báo cung cấp thông tin về dự thảo nghị quyết thay thế nghị quyết 54 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh, nghị quyết thay thế nghị quyết 54 sẽ khắc phục những khó khăn hiện tại, tạo động lực lớn hơn, mạnh hơn để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, thúc đẩy vai trò đầu tàu của thành phố. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thí điểm các cơ chế như TOD, BBB, BOT, BT, ưu đãi nhà đầu tư chiến lược, áp dụng khoa học đổi mới sáng tạo. Nếu làm tốt các chính sách này, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nguồn thu hàng trăm ngàn tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhận định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, Chủ tịch Quốc hội đã yêu cầu tập trung xây dựng năng lực thực thi cho đội ngũ cán bộ. Thành phố Hồ Chí Minh đang củng cố để xây dựng đội ngũ đủ sức cụ thể hóa và thực hiện nghị quyết. Lãnh đạo thành phố cũng chú trọng củng cố tinh thần đội ngũ, chuẩn bị tâm thế triển khai nghị quyết ngay khi được thông qua. Thành phố Hồ Chí Minh đã phân công các cơ quan chuẩn bị cụ thể hóa nội dung. Những chính sách cần trình Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được trình vào kỳ họp giữa kỳ sắp tới.